Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Audio. Các bác xem video thì nhớ đừng quên nút đăng ký kênh để cập nhật sớm những cái sản phẩm mới về bên em nhé. Đấy, bên hôm nay về một lô đẩy rất là đẹp, công suất là 500W một kênh, 8 ohm các bác nhé. Đấy, vừa giờ em là test thử trên đôi loa full 30, đánh rất là ok luôn các bác nhé. Đấy, con này là mang thương hiệu là Hao GP2. Mặt mũi thiết kế rất là đẹp các bác này, mặt mũi thiết kế rất là đẹp. Đấy, cái mặt này của nó là nó thiết kế mấy cái cục nam châm ở đây nhé, các bác có thể tháo vệ sinh rất là dễ các bác này. Đấy, nó dính bằng 5 cái cục nam châm neo, thiết kế rất là thông minh. Đấy, bình thường mà phải giật mạnh mạnh tí nó mới ra được các bác nhé. Đấy, chứ còn nếu mà mình mà cứ vận chuyển xe dịch nó cũng không thể ra được. Đấy, giờ sử dụng lâu ngày nó bụi bặm này, mình lột cái này ra mình vệ sinh rất là dễ các bác nhé. Đấy, mạch công nghệ đời keo rất là đẹp các bác này, nguồn là nguồn đồng các bác nhé, nguồn đồng 100%. Đấy, những cái mạch công nghệ đời keo thì nó ít sinh nhiệt nên là cái tản nhiệt của nó làm rất là nhỏ gọn. Đấy, linh kiện này vẫn còn sáng bóng luôn các bác này. Con này nó chạy 4 tụ 10.000 mi các bác nhé. Đấy, công suất ra là 500W một kênh. Hôm nay em sẽ bán cho các bác chơi với cái giá là cực kỳ đẹp luôn. Đấy, các bác về chơi full 25-30 ok các bác nhé. Đấy, đằng sau đầy đủ các chế độ là dột kênh và mono sờ treo. Đấy, rắc bắt loa là rắc bắt dây này các bác nhé. Con này hình thức bên trong và ngoài nó còn mới trên 90% các bác, trên 90%. Đấy, giá em bán cho các bác là 2.200.000 đồng, giá bán tại cửa hàng chưa bao gồm phí vận chuyển các bác nhé. Đấy, em mở một tí test nhạc, đang test trên cái đôi loa full 30 VR này. Rất là khỏe và hay các bác nhé. Tín hiệu em cắm trực tiếp vào đấy này, tín hiệu nhạc cắm trực tiếp vào đấy, không qua vang hay là lọc hay là nâng tiếng gì các bác nhé. Đấy, tiếng nghe như kiểu căng vỡ loa rồi mà vẫn chưa quá công suất của nó các bác nhé. Đấy, vẫn chưa báo đèn líp luôn, rất là khỏe. Bác nào có nhu cầu mua thì liên hệ với em số điện thoại 0967 851 866. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo.